Hôm nay mình giới thiệu bạn một cái lọc đến từ Technic, model là SH8065. Giờ mình test cái chức năng ba lăng này. Tại mình phải gắn âm ly để mình test cái ba lăng trước đã. Hai bên đều nha. Cân mình đang để như nhau nha. Bây giờ mình thử test này. Đó, cho xuống này đó, cho đè nha. Cho xuống mic này. Cho xuống mic này. Cho xuống bass này. Đó. Rồi tăng lên này. Tăng trép lại này. Dãy ngòi này, dãy cao này, lên đến giữa là dãy trung. Lên càng lên về bên trái là dãy trầm. Đó, chỉnh ba lăng này. Các bạn kéo bằng nhau thì chúng ta chỉnh ba lăng nó sẽ bằng nhau. Tuy nhiên thì âm thanh trên radio mà nó không phải nào nó cũng cân đối hết được đâu. Cái này là mình test các bạn nghe thử cái này hoạt động nghiêm chỉnh thôi. Tiếng rất là hay. Con này thì là một cái con lọc mà rất là được ưa thích của Technic cũng như là của Nhật Bản. Nó rất là nhiều cần này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong nỗi. Ngày xưa em thơ hát dài buông lơ. Mình tạm ngưng nhạc để mình nói cho các bạn dễ nghe hơn. 66 cần và điện 110. Điện 100V hàng nội địa Nhật Bản. Cần càng về ngoài cùng này là cần chỉnh dãy cao, càng về trong cùng là cần chỉnh dãy từ cao, giờ là siêu cao, cao siêu trép trép á, rồi mid mid bass, mid trầm, rồi mid siêu trầm. Đó, nói chung là các bạn chỉnh muốn phê thì chúng ta chỉnh lần ba muốn cần á, tại vì một cần thì nó chỉ một dãy số nhất định, thì nó chúng ta ít nghe phê mà chúng ta chỉnh ba muốn cần một lần chúng ta mới thấy sự khác biệt. Đó là để chúng ta kiểm tra thôi. Các cái này thì các bạn lưu ý cho mình là này chúng ta để chế độ sọt này, cái đèn này đó. Cái này chúng ta để chế độ normal. Đó, các bạn thấy cái mũi cái phần này nó ghi chú xuống đây. Chúng ta không để chỗ reverb này đâu nha. EQ các bạn nhấn on. Còn nếu các bạn không nhấn, chúng ta nhấn vào thì nó tắt. Chúng ta nhả ra là on nha. Chúng ta tắt thì nó không có hoạt động EQ mà nó chỉ chơi qua trực tiếp thôi. Rồi. Con này rất là phù hợp cho bạn nào mới chơi mà chưa có biết nghe cho lắm hoặc là muốn karaoke thì đây là sự lựa chọn hợp lý. Thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa karaoke với những dòng loa nó thiếu bass, thiếu treble mà các bạn muốn tăng cường. Và con này rất là hiếm nha. Dòng này cực kỳ hiếm. Tách qua đầu CD audio lá. Quay ra phía sau cho các bạn nhìn nè. Chúng ta sẽ gắn vào cái đường input là từ đầu CD hoặc đầu dây mã vào. Nó có cái chữ line in nè các bạn đó. Còn cái đường line out thì nó sẽ từ lọc nó xuống âm ly. Sản xuất tại Nhật Bản nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc nha. Rồi giới thiệu đấy là bên mình có bán dây loa mic giá 1.200.000 một bộ là hàng Mỹ này, 2,5 mét mỗi bên, cục chống nhiễu rất là lớn nè các bạn, cục chống nhiễu rất là lớn, dây
cáp quang audio quét giá 600.000 dây xịn của Mỹ luôn. Dây Acufy giá 1.1 triệu một bộ. Dây này thì dây AV. Rồi, các bạn có nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao qua USB ổ cứng thì bên mình có bán luôn. USB 128GB 800.000, còn ổ cứng 1.000GB giá là 2 triệu nha. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn qua cái con lọc này. Giá của nó là rất là dễ chịu luôn. Chỉ là 7 triệu 7 thôi nha các bạn. Chỉ 7 triệu 7. Đố mà các bạn tìm được một cái lọc nhiều cần như vậy mà đến từ Technic mà cái giá này phải nói là thực sự giá quá hấp dẫn rồi. Bây giờ test nhạc nha. Chúc các bạn nghe nhạc thật là vui vẻ. Mẹ ngồi nguyện cầu hàng bao đêm, lời kinh vọng xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với sự xanh con nguyện đừng biến mất. Người về một ngày một nửa thưa, người đi càng đêm càng đau dần, từng dài âu lo từng quen đợi chờ. Mong thật cam go miễn là mai miễn đau thành nụ cười. Xin cho mẹ chọn lời kính đêm nay, người sẽ về trước khi trời muôn tối. Xin cho mẹ mùa giờ yên tiếng động, người sẽ về dù vết dưới ta tới. Người về một ngày một đông thêm, còn lại hôm nay với vòng tay tình yêu người và người. Lời nguyện cầu này dành cho nhau, từ khi loạn ly vào đêm đông, tình người tiêu hao, niềm tin vội vàng, gà rụp sáng canh mai qua hiên đầu tơ tròn tiếng gáy, lạnh lùng một ngày một quá mau, lời kinh mù sương mơ trên đầu, mong chờ sau đêm, ngày mai thật lạ, thù hằn anh em bóng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng say càng không còn, rời ngày sinh ly, rời đêm từ biệt, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Tôi muốn thành cánh chim trời, bay về quê cũ thăm quê hương tôi, nơi đó tôi có
quanh tôi, quê hương ơi.